Bạn lại tiếp tục chuyên mục chuyện ngày mưa các bạn ơi. Đây vừa mình nói bán dính thì mình cũng xài cả túi và cả chai luôn các bạn ạ. Chai nó tiết kiệm hơn nhé. Một bình thuốc giãn cánh tiêu chuẩn các bạn nhé. Nó bao gồm phân bón lá này, GA3 này, cái này là cái không thể thiếu các bạn nhé. Cái sủi đen này cũng được luôn các bạn ạ. Cái sủi đen này thì mình không cảm thấy rằng là nó có hiệu quả nhiều như này. Như là GA3 thôi nên mình toàn dùng GA3 thôi. Cái này là cái núc mà mình chẳng hạn như mình cắt ngọn ấy, mình muốn nó ra nhiều mầm thì mình phun cái này thôi các bạn ạ. Chứ còn thường là mình sử dụng GA3 nhé. Có cái gói 5.000 nó nhẹ, nhẹ hơn gói này đấy, nhưng gói này là gói giãn thân của mình này. Thì mình dùng luôn các bạn ạ. Nó tiêu chuẩn, nó gồm phân bón này, GA3 này và vi lượng nhé. Đây, ba loại này đều là vi lượng cả thôi các bạn ạ. Sữa Thái hay là Dentamizo hay là Extracombi hay là Combi Nhật nên linh tinh gì đó, nó đều là vi lượng cả thôi. Thì mình sẽ sử dụng phân bón này. Và mình sử dụng 1/4 đến 1/8 của cái viên GA3 này. Nói chung là tùy theo là mình muốn cái cánh nó giãn dài như thế nào thôi. Nó dài quá thì nó xấu nên là thường mình chỉ dùng 1/8 viên thôi các bạn nhé. Đấy, và phân bón lá. Phân bón lá thì cái này mình đi là đều nhé, chỉ số đều nhé. Nhưng mà các bạn cũng có thể đi cái 13046 các bạn ạ. Mình có 13046, các bạn đợi mình chút để mình đi mình tìm vỏ cho các bạn. Đây các bạn ơi, 13046 nhé. Cái này thì mình dùng từ năm ngoái rồi, chưa vứt vỏ đi. Nên là vỏ nó bị hơi bị nhìn kinh một chút các bạn ạ. Đây nhé. Nhiều khi mình nói 13046 các bạn lại không hiểu là gì. Tại vì mình hay nói chỉ số đấy các bạn. Đây, nó chỉ là KNO3 thôi. Hay là kali trắng cũng là nói các bạn ạ. Cái dạng này thì các bạn có thể mua nói chung bất kỳ, mua hàng cân cũng được các bạn nhé. Thì mình sử dụng cái này là nó không ấy đâu. Mình không sử dụng nhiều đâu, nhiều nó chỉ khoảng 30g một bình thôi, bình 16 lít đấy các bạn. Thế nên mình có thể sử dụng cái đấy hoặc sử dụng chỉ số cân bằng hoặc kali cao. Và sử dụng 1/4 đến 1/8 cái viên này. Một nửa gói này thôi các bạn ạ. Gói này là dành cho cái bình 16 lít đấy, nhưng mà mình chỉ sử dụng nửa gói thôi nhé. 16-20 lít đây này các bạn này. Thì mình chỉ sử dụng nửa gói thôi. Thực ra sử dụng một gói cũng được, nhưng mà tại vì vi lượng trước mình đã đưa vào nhiều rồi, mình sợ nó quá nó lại làm cho cái đầu cánh của mình nó bị nổ đấy. Cái này cũng thế luôn, chỉ nửa gói này thôi. Tức là mình sẽ chọn một trong ba loại vi lượng này. Ba loại này nó đều rẻ cả, mình sử dụng nó vì nó rẻ thôi các bạn ạ. Chứ còn combi Nhật thì nó rất là đắt nhé. Cái gói này nó chỉ có 2.000 thôi ạ, 2.000 đến 3.000 thôi. Còn combi Nhật thì gói nó những là 20.000 hay 5.000 gì đấy. Nên là mình không sử dụng. Cái chai này thì nó quá rẻ rồi, 50.000 cấm phun 2 vụ trả hết. Mình cất vào đây. Đấy, đấy là bình thuốc quyết định cái cánh hoa của các bạn nhé. Còn nếu như mà bạn nào mà không ngại rằng cánh nó bị dính bẩn các bạn rửa được ấy, thì các bạn sử dụng rong biển cho mình. Nếu không sử dụng rong biển thì các bạn sử dụng rốt nách này. Rốt nách này nó sẽ an toàn hơn này. Đấy các bạn. Cái này là ngay sau bình ấy, là mình ngay sau bình vợ chỉ là mình sẽ phun vào ngày hôm sau tiếp. Nói chung là 3 hôm liên tiếp đấy các bạn. Đấy, cái lúc đấy cái cánh của mình nó khá dài rồi, mình bắt đầu mình kéo cánh. Thì các bạn sẽ cho rốt nách này 60g nhé. Đây là lần phun cuối cùng ạ. Lần phun cuối cùng 60ml đấy các bạn. Tức là dùng liều cao nhất của nó 60ml cho bình 16 lít. Các bạn phun vào. Nó với lại cái bình bọ chỉ là cái bình quyết định cái hình dáng hoa và cái màu sắc hoa của các bạn đấy các bạn ạ. Cái này nó sẽ quyết định màu sắc và hình dáng của hoa này các bạn này. Còn cái bình bọ chỉ kia nó sẽ quyết định cái hoa của mình nó có sáng không. Còn cái này nó sẽ quyết định cái độ đậm nhạt của cái tông màu của mình. Cái tông màu của mình nó sẽ đậm như thế nào. Cái bông hoa của mình nó sẽ đậm màu. Đậm màu, nhưng mà nếu để bọ chỉ thì nó là đậm tối. Còn nếu là sạch bọ chỉ thì nó là đậm sáng. Thế thôi. Đấy cũng là lần cuối cùng phun luôn các bạn ạ. Thường thì các bạn phun đến cái bình bọ chỉ nó đã là 23 rồi.
23 rồi, nếu như mà các bạn mà tốt đẹp thì các bạn phun thêm một bình nữa vào khoảng 2 năm. Trước khi bẻ 1 2 ngày gì đấy, còn nếu mà không thì đây là bình cuối cùng nha các bạn nhé. Đây cũng là bình thuốc cuối cùng luôn các bạn ạ. À. Sau đó là mình không phun nữa đâu. Mình không phun nữa thì mình đợi bẻ thôi các bạn ạ. À. Đây các bạn nhé. Còn cái mình cho ăn phân rồi, mình phun thuốc rồi, nó sạch sẽ rồi. Nó sạch lấm sạch. Đấy, nó có vi lượng ở trong đấy rồi. Lúc mình làm cánh mình đã cho phân bón lá lần cuối rồi. Thì cái hoa của mình nó cắm nó sẽ được lâu nhé. Thường là hoa của các bạn về nó rất nhanh tàn là vì các bạn không sạch bệnh này. Vi lượng và phân ăn không đủ này. Đấy thôi. Mình chỉ có thế để chia sẻ thôi các bạn ạ. Chắc là cũng hết cái để chia sẻ rồi đấy. Chào các bạn nhé.